Hôm nay ấy, anh dẫn em đến cái khu đấu giá của phường Bách Quang này này. Ở cái khu dự án này ấy, thì là hiện tại là anh đang có 3 cái lô đất đang cần giao bán. Thì trên cái dự án này là dự án đấu giá của phường Bách Quang của thành phố Sông Công, em hiểu chưa? Thì khi mà đấu giá thì đến thời điểm hiện tại là đã ra bìa rồi. Và anh chỉ có 3 lô ở đây thôi. Thì anh muốn là hôm nay trao đổi với em về việc là anh chỉ cái lô đất cho em và cái diện tích cũng như là cái giá thành để cho em nắm được. Sau đó thì là anh muốn nhờ em là sell lên để bán cho anh. Ok anh. Chỉ giúp em nhé. Với cả gửi bìa các thứ cho em nhé. Thực ra ấy, thì anh cũng nói sơ sơ để cho em nắm được ở khu vực này, để cho em nắm được là thứ nhất là cái vị trí này là một trong những cái vị trí nó cũng khá là hấp dẫn, nó cách trung tâm của thành phố Sông Công nó chỉ rơi vào tầm ở khoảng độ 1,5 km thôi. Và trước mặt cái khu đấu giá này đây, em nhìn đây, toàn bộ đây nó là một cái dự án của Danco. Mà dự án Danco thì em biết rằng là một trong những cái dự Khá án là nó đẹp rất luôn. là rộng, và cái cơ sở vật chất mặt bằng của nó thì em nhìn thấy này, như cây cùng các thứ đúng không, cây xanh Hạ tầng đấy, của rất là đẹp đường luôn. điện ngầm, và xây những cái dãy theo shop house kia. Thì anh thấy là khu vực này về cái quy mô vừa là xây dựng vừa là đường xá nó rất là thuận tiện rồi, Tiện ích tiện rất ích là đầy đủ. đấy. Ở đây thì với đối diện này nó có cả khu bể bơi này, công viên này, đầy đủ hết đấy. Thì anh nghĩ rằng là một trong những cái dự án mà đấu giá ở cái phường Bách Quang này ấy, thì nó nằm sát với cái đất của Danco, thế cho nên là nó sẽ rất là đẹp. Thì anh nghĩ rằng là với những cái khách hàng mà người ta mua ở đây, người ta để ở hay là người ta để kinh doanh hay là người ta mua để cho con cái người ta làm coi như là của hồi môn thì chắc là cũng rất là đơn giản thôi đúng không? Cái đường này này em nhìn thấy chưa? Đường này là nó đường nó cũng bắt đầu đang làm, và cái cơ sở hạ tầng ở đây thì nó đang hoàn thiện. Đấy. Thì trước mặt này là cái mương, Mặt này là view kênh đúng không ạ? cái view kênh ở trên qua cái đầu bên này, trên kia là dự án, một cái dự án ở cái đường Cầu Trúc, đường Đường gì Cách cầu Mạng chúc phải tháng không? 10, khu đô thị Cầu Trúc đấy, ở trên đầu trên kia từ đây ra đấy nó rơi vào tầm 1 cây số. Đấy. Và Là đây sáng nay mai sẽ thông đường ra đấy luôn đúng không ạ? ở đây thì hiện tại là đấu giá thì chỉ có 109 lô đất thôi. Đấy. Thế thì đây em đi ra đây anh giới thiệu cho em cái lô đất này. Đây này, cái lô đất mà anh muốn giới thiệu cho em ấy thì cái lô này của nó là 120 mét. Nó là cái lô mà nó giáp với lại cái lô góc. Đấy. Tám góc luôn đúng không? Ở cái mặt đường này ấy, thì em thấy là cái mặt đường này là mặt đường lòng đường này là 10 mét. Hai trên vỉa hè này thì nó rơi vào là 16 mét hai bên. Đấy, tức là từ cái mép mà bắt đầu vào đến cái ô đất của mình ấy thì là từ cái mép đấy mà ra đến tim đường này của nó là 8 mét. Đấy. Rất là rộng ha. Đường thì nó rất là ok, chỗ kia là ngã ba này, bên này là cũng là ngã ba này, em nhìn thấy chưa? Đấy, đây cái lô đất đấy đây. Nó cách một cái lô này này. Đấy, thì cái lô đất đấy là nó sẽ từ đây này. Đây em nhìn vạch vạch sơn này này. Vâng. Là ra đến cái chỗ này là 5 mét. Đấy chỗ Đây này. là hướng Nam đúng không anh? Cái này nó là hướng hướng Nam. Thì cái mặt đường nó rất là rộng đúng không? Đường rất đẹp. Và cái giá thì anh đang có cái giá mong muốn là 15 triệu một mét. Đấy, 15 triệu một mét, bởi vì cái khu này là anh đấu giá là nó cũng chắc là mọi người cũng sẽ biết là cái thông tin đấu giá ở đây rồi. Cho nên là với cái giá mà anh đưa ra với cái thời điểm như bây giờ thì với 15 triệu một mét này anh nghĩ chắc là cũng rất là ok thôi, đúng không? Đấy thì em xem là cái khách hàng của em mà có cái nhu cầu mà muốn mua đất ở Sông Công mà gần coi như thế là thành phố tiện ích thì đầy đủ.
thì em có thể giới thiệu cho khách của em. Đấy. Cái này là hạ tầng cống hộp nó đang hoàn thiện rồi đúng không? Ừ, tất cả ở Chắc đây là thiếu cái đập tường thì này thôi. em nhìn thấy là cái đường điện kia thì em thấy rồi đúng không? Là tất cả là đi ngầm hết. Đấy, tức là hệ thống đường điện bây giờ là nó cao cấp rồi, nó không như các cái dự án ngày xưa mà người ta đi cái đường điện nó lội ở trên. Đấy, nước liếc các thứ là cũng coi như thế là nước sạch. Đấy. Và cái khu vực này thì nó khá là phát triển ở cái chỗ là các cái dự án xung quanh rồi thì nhà dân đấy tái định cư. Đây nhà dân ở phía bên kia. Đấy em nhìn thấy là rất là đông đúc. Đi lại thuận tiện. Nếu như mà những người nào mà mua ở đây ở mà ra cái khu Danco này mà kiểu như là chiều Được đến tập thể dục tận thể riêng hưởng cái tiện ích của Đan Cô đúng không ạ? khá là hay. Đấy. Mới lại Em biết, tôi đang biết là cái khu Đan Cô thì giá của họ cũng rất là cao đúng không ạ? khu Danco thì thực ra là nói về giá thì mình cũng không thể bì được. Bởi vì khu Danco thì hiện nay bây giờ là một số các cái lô đất là nó chưa có bìa. À, Mà nhưng mà ở bên đây đây là thì mình có bìa hết rồi đúng nó không ạ? đặc biệt là nó có bìa rồi. Đấy, bìa là khi đấu giá xong là sau 20 ngày là có bìa rồi. Nó hơn, tức là nó hơn hẳn ở cái dự án bên cạnh. Đấy, cho nên là cái giá thì anh thấy là nó cũng rất là hợp lý. Đấy. Còn đây, một cái lô đất bên này nữa. Đây nhá, anh giới thiệu với em là cái lô tiếp theo. Lô tiếp theo thì em nhìn thấy là cái lô này là nó là lô 87 mét. Đấy, đây là vỉa hè này, em nhìn vỉa này. Vỉa hè này Là của gần nó là 3 30 mét. Đấy, em thấy chưa? Vỉa hè này là inch à? 3 mét Anh này. nghĩ phải hơn 3 mét. Đấy. Cái lòng đường này thì là 7 mét rưỡi. Đây lòng đường này là 7 mét rưỡi thì cũng sắp sửa là đổ bê tông. Đấy, còn gạch đây thì là để lát vào cái đây. Đấy, cái vỉa hè này. Thì cái lô đất nó nằm ở vị trí ở bên này. Tức là nó sẽ là cái lô đất hướng hướng Bắc. Bắc Em đúng nhá. không? Nó là một cái lô đất là 87 mét. Đấy, thổ cư full. Đấy, mặt tiền là 5 mét. Và với một cái lô đất như thế này và em có thể là thấy được rằng là tiện ích thì trong cái khu này thì lại cũng đã nói rồi, anh đã nói rồi là tiện ích thì chắc chắn nó cũng khá là ok. Nhưng mà đặc biệt là cái lô đất này giá của nó hiện nay bây giờ là anh muốn thu về là 1 tỷ 150 triệu. Đấy là cái giá gọi là rẻ nhất ở cái Ở dự khu án này. này à? Rẻ nhất ở cái dự án này. Đấy, em xem là kết nối với lại khách xem là những nhà đầu tư lâu dài, những nhà mua để ở đúng không? Những người người ta mua để ở. Đấy thì em kết nối cho anh. Đấy. Còn khách mà người ta trả như thế nào hay là người ta phản hồi như thế nào thì em cũng có thể là thông tin lại cho anh. Chỗ này thì đang làm hạ tầng chưa bằng đoạn bên đằng kia đúng Đây không nó anh? san hết, nó đang đây dự án thì nó đang làm. Em nhìn thấy đây. Hôm nay là trời nó khá là xấu, nó mưa cho nên là người ta nghỉ. Vâng. Đấy.